ngày xưa yêu nhau bên gốc mai phượng tường, kề vai ngắm trăng thanh thành sơn. Từ Tân Giang thôn đời chúng ta hẹn thề, suốt đời uyên ương có đôi. Cô quá gì? Yêu lắm, thương lắm mà xa lắm, chưa đau lắm. Ai buồn, ai buồn, ai buồn gì ai? Yêu lắm, thương lắm mà xa lắm, chưa đau lắm. Đau thiệt. Quá gì? Đau. Quá gì bị gì vậy? Quá gì? Cô ơi. Hả? Quá gì bị cô chém trúng chảy máu rồi. Đợi một chút. Cô ơi. Hả? Chà! Hết chưa? Hết rồi. Cái gì mà hay quá vậy? Dạ, kính thưa bà con cô bác, đây chính là miếng dán thông minh hiệu con Tinh Tinh, thường cắt đầu đinh bên cạnh nhà mình, nhiệt tình tài trợ cho chương trình này. Kính thưa bà con cô bác, ngày hôm nay anh em chúng em đường xá xa xôi, chèo ghe chống gậy, vừa chạy vừa đi, có khi lê lết đè đầu cưỡi cổ, vượt qua 4.000 cây chuối để đến đây phục vụ cho bà con cô bác. Tiết mục Thanh Sắt Đập Vào Đầu xin được phép bắt đầu. Bây giờ em cầm cây sắt này, em đập vô đầu anh hai phải không? Ai nói? Chứ sao? Anh đập đầu em đó. Ủa chứ cởi áo gì vậy? Khoe body thôi. Trời. Và bây giờ trung bình tăng. Kính thưa bà con cô bác, tiết mục này rất là nguy hiểm, chúng ta không nên thực hiện ở nhà với bất cứ hình thức nào. Nếu như muốn thực hiện, ra đường mà thực hiện. U đầu rồi hai ơi. Đợi một chút. U đầu rồi hai ơi. Hết chưa? Hết rồi. Cái gì mà hay quá vậy? Dạ, kính thưa bà con, cô bác, đây chính là dầu gió hiệu con chó. Chế công dụng như sau: thông họng, mát mũi, mịn tóc, dài da, phù hợp với mọi lứa tuổi. Để đáp lại tấm chân tình của bà con, cô bác, và bây giờ, tiết mục thật là hấp dẫn sẽ dành cho bà con, cô bác. Đó chính là huynh đệ tương tàn. Dạ, huynh đệ tương tàn. Ủa, này lạ quá, anh Duy chưa tập mà. Làm đi, bà con cô bác đã ủng hộ mình đó. 2-3 ngày rồi mình không có cái gì ăn hết đó. Em hiểu không? Biết là vậy rồi, nhưng mà chưa có tập nguy hiểm lắm sao mà dám làm. Nguy hiểm cái gì? Nghe lời anh hai nói nè. Cái nghề sơn đông mãi võ, rầy đây mai đó. Bữa thì ngủ chuồng chó, bữa có thì ngủ chuồng châu, lâu lâu thì ngủ ở đầu cầu. Em có muốn anh em mình sống như vậy hoài không? Dạ không. Không muốn thì làm đi. Hổ non về rừng. Lương xào xả ớt. Chim cút chiên bơ. Hả? Võ gì mà kỳ quá vậy? Chân gà quái thú. Trời đất ơi. Yeah.
Bà con ủng hộ anh em tụi em đi. Cảm ơn bà con cô bác. Dạ, cảm ơn bà con cô bác. Dạ, dạ cảm ơn bà con cô bác. Dạ, 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 dạ cảm ơn. Dạ. Út ơi, có tiền rồi nè Út ơi. Đi về đi ăn. Mấy ngày rồi đói quá. Đi, cơm đồ đi về. Đi. Đi. Út, đi Út ơi. Đi về lên, đi, đi. Em bị cái gì vô? Út ơi, em bị cái gì vô? Hả? Út ơi, lỗi tại anh hai hết đó. Anh hai ham tiền, liều mạng, bán tính mạng của em của mình. Dạ. Cho nhiều tiền lắm, cho nhiều tiền lắm. Bà con cho nhiều tiền lắm hả anh hai? Để anh hai lấy tiền nha. Đi, đi, đi gặp thầy Lan. Đi. Nè, đi, đi, đi gặp thầy Lan. Đi, đi. Em nói đi. Mấy ngày nay anh em mình đói bụng nhiều lắm. Anh hai để dành tiền của đồ ăn ăn bó cổ hết tiền sao? Không được, anh hai phải đưa em đi bệnh viện. Đừng, đi, đi, đừng, đừng anh hai. Mà. Đừng, đừng. Tại sao lại đừng? Em bị sốc dầm mà. À! Dầm đều bự ghê chưa? Cái gì vậy? À! À! Cái gì vậy? Dầm trong tim. Mày giỡn mặt với tao hả thằng quê? À! À! Dạ! 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 Cảm ơn bà con bà bác rất nhiều ạ. À.